Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một hình gấu trang trí. Đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 12 móc đơn trong vòng tròn ảo thuật. Mình sẽ móc tăng dần lên 3 hàng. Hình thứ tư mình sẽ móc vào đây là 12 móc đơn, sau đó móc lên 6 móc xích và cách ra 3 chân mũi. Thì tiếp tục móc lên đây là 6 móc đơn và lặp lại tương tự như này. Mình sẽ móc 2 vòng. Hàng tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân mũi là 1 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ chuyển sang móc phần mũi. Phần mũi mình sử dụng ở đây là 6 móc xích, móc vào đây các mũi móc đơn để tạo thành. Sau đó mình sẽ khâu miệng và khâu mắt cho chú gấu này. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một con em màu nâu, một con em màu trắng, một con em màu hồng đậm, một cây kéo, một cây kim, một cây móc và một phần mắt. Đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và đây cho mình 12 móc đơn. Đó, mình sẽ rút sợi len này ra. Mình sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên của hàng. Móc lên cho mình những móc xích. Hàng tiếp theo mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó mình sẽ kết hàng. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo cho mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Cho mũi thứ hai mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế.
Sau đó mình sẽ kết hàng. Đến tiếp theo mình sẽ móc vào đây một mũi móc xích. Trong mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây. Mình sẽ móc vào đây 12 mũi móc đơn, 12 chân mũi. Sau đó mình sẽ móc lên 6 móc xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ bỏ qua 3 chân mũi. Một, hai, và móc vào chân mũi thứ tư. Để cho mình một móc đơn. Tiếp con lên 6 móc đơn. Sau đó mình lại móc lên 6 móc xích. Mình sẽ bỏ qua 1, 2, 3, móc vào chân mũi thứ 4. Đó, mình tiếp tục móc vào đây là các mũi móc đơn. À, tiếp theo mình sẽ móc vào đây mỗi trong mỗi lòng một móc đơn.
sau đó mình sẽ lấy sợi đen màu trắng, mình sẽ tạo một nút thắt. Nó lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc qua chân mũi thứ hai và mũi móc lên. Tiếp tục móc vào đây là cả mũi móc lên. Chân mũi cuối cùng mình sẽ móc vào đây, sau mình móc lên cùng một chân. Rồi mình tiếp tục móc vào các cạnh này, mỗi chân mũi là một mũi móc đơn. Chân mũi cuối cùng mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó mình sẽ kết hàng. Mình sẽ giấu nó lên thừa bên trong. Và gắn cái này lại. Sẽ lên một đỉnh. Lâu đến khâu phần áp miệng.
Rồi mình sẽ gắn mắt cho nó. Vậy là mình đã được một mặt vô hồng. Đây là thành quả mình ướp xong một chú gấu cho chị.